Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Lời đầu tiên thì cho Thuật Thể Thao xin chúc quý cô chú anh chị và các bạn một buổi sáng vui vẻ, hạnh phúc và chúng ta có một ngày tràn đầy năng lượng bên người thân và gia đình của mình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết thì đội tuyển Việt Nam đã khép lại cái đợt tập trung trong tháng 10 này bằng 3 cái trận đấu giao hữu. Hai trận đấu trên đất Trung Quốc, đó là trận đấu với đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Uzbekistan, và trận đấu với đội tuyển Hàn Quốc trên đất Hàn Quốc. Thì cả 3 trận đấu này đội tuyển Việt Nam đều nhận thất bại, và cái điều này thì không nằm ngoài dự đoán của cá nhân Thuật Thể Thao cũng như là giới truyền thông cũng như là người hâm mộ đâu, đúng không ạ? Vì là 3 cái đối thủ của chúng ta ở cái đợt tập trung trong tháng 10 này, những cái trận giao hữu trong tháng 10 này đều là những đối thủ có thứ hạng cao hơn Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA, và cái thực lực của họ hơn hẳn chúng ta. Và những cái đối thủ mà đội tuyển Việt Nam đối đầu thì cái cấp độ, độ khó nó lại nâng cao dần lên. Đầu tiên là Trung Quốc, sau đó đến Uzbekistan, và cuối cùng là đội tuyển Hàn Quốc. Và kết quả ở cả 3 trận đấu này thì chúng ta đều thua, và chúng ta thua 2 trận đấu đầu tiên với cùng tỷ số 0-2, và trận đấu cuối cùng thua với tỷ số 0-6. Vậy là sau 3 trận đấu thì đội tuyển Việt Nam nhận thất bại với tổng tỷ số là 0-10, không ghi được bàn thắng nào cả. Như vậy là sau 3 chiến thắng liên tiếp không để lọt lưới thì ở 3 trận đấu tiếp theo thì huấn luyện viên Chu Dê và các học trò của mình đã nhận 3 thất bại rất là đậm đà. Và từ 3 thất bại này chúng ta thấy rõ được những cái điểm yếu mà đội tuyển Việt Nam bộc lộ dưới triều đại của huấn luyện viên Philippe Chu Dê. Thì đó là cái chương trình mà chúng ta muốn nhắc tới trong ngày hôm nay, đó là đội tuyển Việt Nam đã rút ra được bài học gì và học hỏi được những gì từ 3 trận đấu giao hữu này. Và thêm một câu hỏi nữa, đó là huấn luyện viên Philippe Chu Dê có đáng bị chỉ trích và đáng bị đòi sa thải như vậy hay không? Trước khi đến với chương trình ngày hôm nay thì quý vị và các bạn có thể bấm like và subscribe kênh YouTube Thuật Thể Thao để ủng hộ Thuật Thể Thao ra những cái video chất lượng hơn và hấp dẫn hơn trong thời gian tới. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Như chúng ta đã đề cập vừa rồi thì đội tuyển Việt Nam đã nhận 3 trận thua liên tiếp, và cả 3 trận thua này, sau 3 trận đấu này thì huấn luyện viên Philippe Chu Dê đều có những phát biểu nói rằng đây là những trận đấu thử nghiệm và những trận đấu mang tính chất giao hữu, cho nên ông muốn tạo cơ hội ra sân cho các cầu thủ trẻ và những cầu thủ chưa được thi đấu nhiều trong cái thời gian trước đây. Thì điều này có đúng không ạ? Đúng. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đều biết rằng là ở sân chơi V-League thì các cầu thủ trẻ, đặc biệt là cầu thủ U23 trở xuống thì không được ra sân nhiều đâu. Ở cái đợt tập trung lần này thì của đội tuyển Việt Nam thậm chí còn có những cầu thủ mà thi đấu ở giải hạng nhất cơ, đúng không ạ? Thi đấu ở giải hạng nhất cơ. Và bây giờ như là Minh Trọng với lại là trường hợp của Đình Bắc mới lên đá được V-League đấy, đúng không ạ? Thì cái trình độ của hai cầu thủ này là được khẳng định rồi, thì được lên đá V-League là điều bình thường, đúng không ạ? Nhưng mà về cơ bản thì rất nhiều cầu thủ ở đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung lần này, cái số phút thi đấu ở V-League là chưa được 1.000 phút đâu, chưa được 1.000 phút đâu. Cho nên là ông ấy muốn gọi lên để mà thử nghiệm, mà lắp ráp đội hình để mà hướng tới cái tương lai. Cái mục tiêu của chúng ta cứ nói như vậy thôi là World Cup 2026, nhưng mình phải khẳng định luôn tới năm 2030 đến 34 đến 38 cũng chưa chắc là đã hoàn thành được. Nhưng chúng ta phải có cái sự chuẩn bị dài hơi, và bây giờ huấn luyện viên Chu Dê đang có cái sự chuẩn bị đó. Tất nhiên thì chúng ta không chắc là huấn luyện viên Chu Dê sẽ đồng hành cùng bóng đá Việt Nam tới khi chúng ta dự thực tới vòng chung kết World Cup, đúng không ạ? Nhưng ông ấy đang đặt cái nền móng và muốn xây dựng một cái nền móng để giúp bóng đá Việt Nam phát triển trong tương lai. Bởi vì trước đó dưới triều đại của huấn luyện viên Park Hang-seo thì chúng ta theo đuổi cái chiến lý bóng đá phòng ngự phản công và cũng đã gặt hái được. Nhưng để mà vươn cao và tiến xa hơn thì chúng ta cần phải có một lối chơi nó linh hoạt và phù hợp. Thì ông Chu Dê này đang muốn đội tuyển Việt Nam chơi theo cái phong cách là cái triết lý là bóng đá tấn công và kiểm soát bóng nhiều. Và nhìn chung thì trong 6 trận đấu mà ông ấy nắm quyền ở đội tuyển quốc gia thì chúng ta thấy rằng là cái bộ mặt của đội tuyển Việt Nam thi đấu ở những trận đấu này thì khá là bế tắc. Ngay cả 3 trận thắng trước Hồng Kông Trung Quốc, trước Syria cũng như là Palestine thì huấn luyện viên Chu Dê cũng bị chỉ trích rất nhiều về mặt lối chơi khi mà chúng ta kiểm soát bóng rất là nhiều ở 3 trận đấu thắng đó, nhưng mà cái khả năng đột biến ở 1/3 sân đối phương là không có. Và 3 trận thua trong tháng 10 này thì lại bộc lộ ra nhiều vấn đề. Vấn đề thứ nhất mà chúng ta hoạt được từ cái chuyến giao hữu này đó chính là cái hàng phòng ngự của chúng ta quá tệ, đúng không ạ? 3 trận đấu mà để lọt lưới tới 10 bàn
trung bình là 3,33 bàn một trận đúng không ạ? Là rất nhiều, là rất nhiều. Và ngoài cái khả năng phòng ngự tệ thì chúng ta cái khả năng chống bóng bổng của đội tuyển Việt Nam ở trong tháng 10 này cũng như dưới triều đại của huấn luyện viên Chu Yên là đang thấy cái sự hạn chế nhất định. Nếu như ở dưới thời thầy Park thì khả năng phòng ngự rất tốt và chống bổng cũng tương đối ổn, thì ở triều đại của huấn luyện viên Chu Yên thì khả năng chống bổng là không tốt. Và ở trận đấu với Uzbekistan hay là trận đấu này với đội tuyển Hàn Quốc thì chúng ta đều thua những cái bàn thắng từ những tình huống cố định và họ đánh đầu vào rất là tệ. Và vấn đề thứ hai đó là khả năng leo biên và tấn công biên của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta thấy rằng là Tiến Anh hay là Triệu Việt Hưng hay là kể cả như Phan Tuấn Tài khi mà được sử dụng ở cái vị trí leo biên của đội tuyển Việt Nam trong 3 trận đấu giao hữu trong tháng 10 này thì đều chưa phát huy được hết cái năng lực và chưa đáp ứng được về mặt chuyên môn đâu. Tiến Anh thì ở trận đấu với Hàn Quốc thì có những cú dứt điểm đấy, nhưng mà trên về cơ bản mà nói thì Tiến Anh thi đấu cần cù và dùng tận dụng khá nhiều về mặt thể lực và cái thể hình của mình thôi, chứ còn cái khả năng khéo léo và có những pha tạt bóng thuận lợi và mang cái tính đột biến cao thì Tiến Anh chưa để lại. Và bên cánh bên kia thì thậm chí là Việt Hưng hay là Phan Tuấn Tài còn không đảm nhiệm, không cáng đáng được cái khả năng phòng ngự cơ. Tiến Anh còn phòng ngự tốt, còn bên kia thì thậm chí còn phòng ngự không tốt, đánh hỗ trợ đánh chặn cũng không tốt đấy, cho nên là cái khả năng phòng ngự là không ổn cho lắm. Còn tuyến tiền vệ ở chúng ta thì phải khẳng định luôn bây giờ là chúng ta thiếu cái sự cơ bắp, thiếu cái sự cơ bắp ở tuyến tiền vệ. Tuyến tiền vệ thì Hùng Dũng ngày xưa thì quán xuyến rất tốt tuyến giữa, nhưng bây giờ từ sau khi trở lại sau chấn thương thì cả mùa giải rồi Hùng Dũng đá cho Hà Nội FC, mình đánh giá là cái phong độ của Hùng Dũng không tốt, và lên tuyển này thì cái phong độ của Hùng Dũng cũng như vậy, không thực sự tốt cho lắm, cho nên là cái khả năng quán xuyến ở tuyến giữa đang là một vấn đề. Ngoài khả năng đánh chặn thì cái khả năng kiểm soát bóng và tạo ra được những cái đường chuyền nguy hiểm ở 1/3 sân của đối phương ở tuyến tiền vệ của chúng ta là không tốt. Ông huấn luyện viên Chu Yên sử dụng là kể cả Tuấn Anh này, Hùng Dũng này, Thái Sơn này đúng không ạ, và sử dụng cả Hoàng Đức nữa. Hoàng Đức thì đá với tiền đạo lùi thì cũng không tốt với cái khả năng tạo ra cơ hội và khả năng tạo ra đột biến ở 1/3 sân đối phương của hàng tiền vệ chúng ta là không tốt. Tất nhiên khi tiền vệ mà không kiểm soát bóng mà tung ra được những đường chuyền sắc bén thì tiền đạo đương nhiên là ngọng, không thể đá được. Ở hai tiền đạo cánh chúng ta, ông ấy thường sử dụng là Tuấn Hải cũng như Đình Bắc hay là Văn Toàn, thì đấy, khi mà tuyến tiền vệ không có được những đường chuyền sắc như dao cạo thì khả năng tạo ra đột biến ở trên tấn công là đương nhiên là không thể có được rồi. Thì ở trận 3 trận đấu chúng ta không ghi được bàn thì đây chính là sự yếu kém của hàng tiền vệ cũng như là hàng tiền đạo, thì điều này là cần phải cải thiện thôi. Và quay trở lại thì tại sao chúng ta lại chơi tệ và thủng lưới nhiều như vậy ở 3 trận đấu giao hữu trong tháng 10, thì chúng ta phải nhìn vào danh sách của chúng ta có gần một nửa đội hình là những cầu thủ trẻ và rất ít kinh nghiệm thi đấu ở đội tuyển quốc gia. Thì ông ấy muốn gọi lên, huấn luyện viên Chu Yên muốn gọi lên để mà cho các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm. Và ngay trận đấu với Hàn Quốc thì trong hiệp 2 ông thay rất nhiều cầu thủ trẻ vào, thì phần nào cũng đã thi đấu được tương đối là ổn. Tất nhiên khi đó thì Hàn Quốc họ đã dẫn bàn sâu rồi, họ cũng không tấn công dồn dập như cái khoảng thời gian mà chúng ta chơi đủ người nữa. Cho nên chúng ta đừng tự hào là chúng ta chơi có nét ở trong hiệp 2. Chúng ta đấy là đối thủ, họ cũng không bung hết sức trong khoảng thời gian còn lại trận đấu thôi, chứ nếu họ đá hết sức thì chúng ta khả năng là thua đậm hơn nữa đấy, chứ không phải dừng lại ở 6 bàn đâu. Nên chúng ta cũng phải nhìn nhận một cách thực tế. Nhưng có một điều mà huấn luyện viên Chu Yên đang muốn làm, đó là trong đợt tập trung tháng 9 này, tháng 10 này, thì mỗi lần thì ông gọi khá nhiều cầu thủ mới lên. Thì sau hai cái đợt, sau 6 cái trận đấu giao hữu này, thì huấn luyện viên Chu Yên mình nghĩ rằng đã nhìn ra cái bộ khung của đội tuyển rồi. Đấy, cái khả năng leo biên kém thì bây giờ chúng ta thấy rõ được cái sự vắng mặt của Vũ Văn Thanh, của Hồ Tấn Tài, của Văn Hậu hay là của cả Hồng Duy nữa, thì nó ảnh hưởng thế nào tới khả năng tấn công và kiểm soát bóng của chúng ta đúng không ạ? Thì đương nhiên là sau cái đợt này thì những cái vị trí như là Tiến Anh này, như là Phan Tuấn Tài hay là Triệu Hưng thì chắc chắn nếu như muốn sử dụng Triệu Hưng thì sẽ phải đẩy Triệu Hưng vào đá giữa, chứ không để Triệu Hưng đá ở hành lang chạy cánh trái được, bởi vì cầu thủ này cái thể hình vừa thấp, lại khả năng cái sức khỏe có hạn thôi, cái độ va đập của Triệu Hưng là không có, cho nên là để mà đá leo biên là sẽ rất rất khổ và rất vất để mà không phát huy được hết cái năng lực của cầu thủ này.
Thì đây là một vấn đề mà huấn luyện viên Trung Diên sẽ phải tính đến. Và đương nhiên nếu khi Văn Hậu trở lại thì cái vị trí hành lang cánh trái của đội tuyển Việt Nam không ai cạnh tranh được với Văn Hậu đâu. Và bên hành lang cánh phải thì mình nghĩ rằng Hồ Tấn Tài với Vũ Văn Thanh sẽ cạnh tranh nhau một cách rất quyết liệt. Cho nên là Trương Tiến Anh cũng cần phải xem xét, chứ chưa chắc, mặc dù được sử dụng thường xuyên ở mấy trận đấu ở đây nhưng cũng chưa chắc là có được suất đá chính đâu. Còn trường hợp có tuyến tiền vệ thì mình vẫn hy vọng rằng huấn luyện viên Chu Dê sẽ kéo Hoàng Đức xuống. Bởi vì mấy trận đấu ở đây ông muốn thử nghiệm Hoàng Đức đá ở vị trí tiền đạo, nhưng mà Hoàng Đức không ghi được bàn, không ghi được bàn, và thậm chí là cái tuyến giữa của chúng ta lại thiếu đi một cái người cầm nhịp được, và Hoàng Đức người cầm nhịp được. Và nếu như mà kéo Hoàng Đức xuống thì mình nghĩ rằng cái tuyến giữa của chúng ta sẽ ổn hơn đấy, và sử dụng, nếu được sử dụng được Quang Hải nữa thì tốt. Nhưng cái vấn đề bây giờ của chúng ta là phải có được một tiền vệ đánh chặn. Nhưng bây giờ ở V-League thực sự cầu thủ nội của chúng ta cái vị trí tiền vệ đánh chặn là cũng đang khan hiếm đấy. Đức Chiến ở mùa giải vừa rồi đá rất hay về theo, nhưng mà lên tuyển thì ông Chu Dê ông ấy không sử dụng nhiều, mình cũng không hiểu tại sao. Nhưng mà nếu như mà giải quyết được cái bài toán tiền vệ phòng ngự và để Đức Chiến vào đá thì mình nghĩ rằng cái bệ phóng Đức Chiến cùng với Tuấn Anh hay là Hoàng Đức hay là Quang Hải mình nghĩ rằng sẽ ổn hơn. Còn trên hàng tiền đạo thì hy vọng rằng Tiến Linh sẽ lấy lại được phong độ, chứ còn Bùi Vĩ Hào hay là Đình Bắc hay là Văn Tùng thì cũng chưa đảm bảo được đấy. Thì đó, và một cái vấn đề nữa đó chính là trường hợp của huấn luyện viên Chu Dê. Nhiều người thì sau 3 trận thua tới 10 bàn thì đang gào thét, cổ động viên đang gào thét là yêu cầu là Liên đoàn bóng đá Việt Nam hãy sa thải huấn luyện viên Chu Dê đi vì ông này dẫn dắt chán quá. Nhưng mà chúng ta phải nhìn, nói đi chúng ta phải nói lại đúng không ạ, phải nhìn thẳng vào sự thật. Đó là những cái trận đấu mà huấn luyện viên Chu Dê đang dẫn dắt thì bây giờ đang là những cái trận đấu của giao hữu thôi đúng không ạ, chỉ là những trận đấu giao hữu thôi. Thì tại sao chúng ta lại quá khắt khe tới như vậy? Tôi nói như vậy không phải là mình bênh huấn luyện viên Chu Dê, bởi vì nhiều người thì nói mà mình là sợ, sao lại sợ bên Liên đoàn bóng đá Việt Nam hay sao mà bênh huấn luyện viên Chu Dê. Mình chả sợ gì cả, mình có làm gì đâu mình phải sợ, mà tại sao mình phải sợ họ đúng không ạ? Chả vấn đề gì phải sợ, mình làm truyền thông mình chả phải sợ ai cả, chả vấn đề gì cả, mình nói đúng thì thôi. Nhưng mà chúng ta phải nhìn một cách khách quan. Đó là đây là trong cái giai đoạn mà huấn luyện viên Chu Dê đang thử nghiệm đội hình và lắp ráp đội hình. Ông ấy có, rất may cho huấn luyện viên Chu Dê là ông có nhiều thời gian để thử nghiệm ấy. Chứ nếu như mà đội tuyển Việt Nam mà có được cái đợt, nếu như mà ông ấy dẫn dắt trong cái thời điểm mà đội tuyển Việt Nam mà thi đấu cái giải đấu chính thức luôn, như là AFF Cup hay là như vòng loại World Cup luôn ấy, thì sẽ rất khó khăn cho huấn luyện viên Chu Dê. Bởi vì là khi đó mà thành tích tệ cái là ông sẽ bị chỉ trích dữ dội, và cái làn sóng đòi sa thải nó sẽ còn kinh khủng hơn. Nhưng mà bây giờ là huấn luyện viên Chu Dê đã có mấy tháng rồi để thử nghiệm rồi, thì chúng ta trong những trận đấu giao hữu thì thử nghiệm là chính, kết quả chỉ là phụ thôi. Và cái quan trọng nhất là khi bước vào giải đấu chính thức chúng ta sẽ thi đấu như thế nào. Thì bây giờ chúng ta phải đợi xem là đội tuyển Việt Nam sẽ trình diễn cái bộ mặt như thế nào ở vòng loại World Cup 2026 trong tháng 11 tới đây. Thì khi đó chúng ta mới có được cái nhìn nó tổng quan nhất về những cái gì mà huấn luyện viên Philippe Chu Dê cùng các cộng sự của mình đã thử nghiệm trong cái thời gian vừa qua. Mình thấy rằng là cho dù càng thua đậm nhưng mà mình thấy cái lối chơi của đội tuyển Việt Nam nó có nét hơn một chút đấy, càng ngày càng có nét hơn. Còn không biết rằng là khi đến vòng loại thứ hai World Cup 2026 thì chúng ta có bứt được lên không để mà tạo ra được một cái cú hích mới sau khi mà huấn luyện viên Park ra đi hay không. Thì đây là một câu hỏi mà chúng ta ở thì tương lai mà chúng ta chưa thể tìm lời giải được khi mà đội tuyển chúng ta chưa thi đấu đúng không ạ? Còn chúng ta cũng phải hiểu trong cái khó khăn của huấn luyện viên Chu Dê, đó là dẫn dắt một đội tuyển sau cái ánh hào quang rực rỡ của thầy Park là rất là dũng cảm, mà sẽ không đơn giản. Một vấn đề thứ hai là cái lứa cầu thủ hiện tại của huấn luyện viên Chu Dê để mà so sánh với lứa cầu thủ của huấn luyện viên Park thì ở thời điểm hiện tại thì các cầu thủ trẻ chúng ta cái trình độ chưa thể bằng được đâu. Chúng ta phải nhìn thẳng, nói thẳng vào sự thật và nhìn thẳng vào sự thật để chúng ta khẳng định với nhau điều đấy. Thể hình thấp hơn, cái trình độ và kỹ chiến thuật cũng chưa thể bằng được đúng không ạ? Thì cần phải có thời gian mới có thể nâng tầm và mới có thể thi đấu tốt được. Mình chỉ cần là thi đấu tốt bằng thôi chứ chưa nói thi đấu tốt hơn. Bây giờ là phải có thời gian để chứng minh, và ông ấy đang thử nghiệm, cho nên chúng ta chưa thể đòi sa thải được, và chúng ta phải chờ đợi. Và chúng ta cũng phải có một cái nhìn nó rộng ra một chút, đừng có chăm chăm là cứ nhìn vào mấy trận đấu giao hữu để đòi sa thải huấn luyện viên. Lại có một số luồng ý kiến cho rằng là đá đẹp thì thua cũng được,
Không hẳn đâu bạn ơi, không hẳn đâu mọi người ạ. Có nhiều người là đá thắng người ta còn mắng, còn đá thua thì lại càng bị mắng nhiều hơn. Bóng đá đỉnh cao thì phải mang thành tích ra, mang danh hiệu ra để mà đong đếm, để mà định nghĩa cái sự thành công, đúng không ạ? Khi mà chúng ta đá đẹp mà không giành được danh hiệu thì chúng ta cũng chỉ là, người ta cũng chỉ nhớ đến chúng ta trong một thời gian ngắn thôi, người ta không nhớ chúng ta trong một thời gian dài đâu. Và chúng ta thắng những trận đấu giao hữu vô thưởng vô phạt, nhưng mà khi mà chúng ta vào giải đấu chính thức mà chúng ta thua thì người ta lại lật lại vấn đề là tại sao lại thắng ở trận giao hữu để làm gì, để rồi vào những cái giải đấu chính thức lại thua. Đấy, người ta đằng nào người ta cũng nói được đấy, cho nên là chúng ta cần phải nhìn nhận một cách thực tế một chút, và phải có một cái nhìn nó bao quát để mà đánh giá đúng cái tính chất công việc của huấn luyện viên Chu Dê. Chứ mình khẳng định luôn là ở cái cương vị của huấn luyện viên Chu Dê bây giờ để mà chọn ra cái đội hình của đội tuyển Việt Nam mà ưng ý nhất thì cũng tương đối là khó khăn và vất vả, bởi vì bây giờ những cầu thủ trụ cột thì cũng đang trong giai đoạn là nhiều cầu thủ lớn tuổi rồi và cũng đang trong giai đoạn xuống phong độ, và những cầu thủ trẻ thì chưa cập lên được, chưa trưởng thành lên được để cập được, thì cái việc lắp ghép giữa những cái thế hệ cầu thủ này với lứa cầu thủ khác nó không hề đơn giản một chút nào. Đợt trước cái lứa cầu thủ Quang Hải, Đình Trọng, Văn Thanh, Công Phượng được thi đấu rất nhiều V-League, cho nên cái sự trưởng thành và cái đẳng cấp của họ khi lên tuyển quốc gia là khác hẳn ngay, và họ đá với nhau rất nhiều ở cái lứa dưới. Nhưng mà đợt này thì các cầu thủ trẻ chúng ta có được ra sân thi đấu V-League đâu mà chúng ta đòi hỏi nhiều, ra sân rất ít, rất ít. Có rất ít cầu thủ mà thi đấu được hơn 1.000 phút, những lứa cầu thủ U23 thì chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật là như vậy. Còn bây giờ thì chúng ta cứ chờ đợi đi, đến tháng 11 sau 3 trận đấu giao hữu trong tháng 10 này thì cá nhân mình đánh giá thì đội tuyển Việt Nam cũng đã rút ra những bài học rồi, và những bài học như thế nào và những điểm yếu như thế nào thì chúng ta cũng đã vừa đề cập rồi, đúng không ạ? Thì bây giờ cái nhiệm vụ của huấn luyện viên Chu Dê và các cộng sự của mình đó là tìm ra cái đội hình tối ưu sau những cái đợt thử nghiệm đó, thì bây giờ là thời điểm để mà sắp xếp đội hình, tìm ra cái đội hình tối ưu nhất để mà thi đấu ở vòng loại thứ hai World Cup 2026. Còn ở cái vòng loại thứ hai này nếu như mà thua nữa thì chẳng có gì để bào chữa nữa đâu, và khi đó thì cũng chẳng ai bảo vệ được, đúng không ạ? Cũng chẳng ai bảo vệ được, thì bởi vì cái thành tích là quan trọng nhất, mà chúng ta đặt mục tiêu là lọt vào vòng loại cuối của World Cup 2026 và vượt qua vòng bảng Asian Cup. Nếu như mà không hoàn thành hai nhiệm vụ này thì đương nhiên là sẽ khó để mà ăn nói, để mà ký ra hạn hợp đồng hay là để mà trụ lại được rồi, đúng không ạ? Thì cái đó chúng ta phải chờ thôi, phải chờ. Bao giờ khi bước vào việc chính thức thì cái kết quả nó sẽ nói lên được, cái nó khẳng định được xem là cái sự đó là thành công hay là thất bại. Nếu như thành công thì tiếp tục đồng hành tiếp, còn thất bại thì đứng ai nấy đi, đó là điều bình thường, đúng không ạ? Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về cái màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam, và chúng ta có thể dự đoán luôn là liệu rằng đội tuyển Việt Nam sẽ thể hiện cái bộ mặt như thế nào trong tháng 11 sắp tới đây, thì chúng ta hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Những ai mới xem kênh của Thể Thao có thể bấm like và subscribe kênh YouTube của Thể Thao để nhận những cái video mới nhất của lịch thi đấu về kết quả bóng đá và bảng xếp bóng đá được cập nhật liên tục hàng ngày trên kênh YouTube của Thể Thao. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị của bạn trong những chương trình tiếp theo.